xin chào tất cả các bạn vào buổi sáng ha. Thì sáng hôm nay á, mình cũng tiếp tục để lên đường đi thăm những ta lứ mình bẫy gắn nữa nha các bạn, lứ tàng hình mình bẫy gắn đó các bạn ơi. Thì mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn trong suốt thời gian qua đã xem kênh và ủng hộ mình ha. Thì bữa nay cái luồng lứ này là luồng lứ mới nha các bạn. Luồng lứ này thì mình giăng đâu được khoảng 30 mấy tay các bạn ơi. Mình giăng 30 tay với có dặm trước mấy tay đó các bạn. Luồng này nói chung là lứ mới nhiều nha các bạn. Lứ mới, điểm mới luôn các bạn ơi. Mình hy vọng nó sẽ có dính nha các bạn. Nhưng mà thông thường á, mấy điểm mới thì gắn ưa dính gắn to lắm nha các bạn. Rồi cái động thời gian thì nó sẽ giảm đi. Thì điểm nào cũng vậy thôi các bạn ơi. Khu nào nhiều á, thì các bạn thăm được khoảng chục cử, hơn chục cử. Thì cử nào cũng ngon đó nha các bạn. Bắt đầu tới lúc đó là cỡ chục ngoài cử cái giảm. Còn khu nào mà ít thì thăm chỉ 5-7 cử thôi các bạn là giảm liền. Tại vì có gắn là sẽ dính các bạn ơi. Thì mình bẫy lứ các bạn thì chi phí mình thấp lắm. Mình giống như cái luồng lưới này mình bỏ ra chỉ có 200k thôi nha các bạn. Yêu cầu nó có dính một con hổ hành hay chừng nửa ký thôi là mình cũng thấy muốn đủ vốn rồi nha các bạn. Đây, ta lưới mình làm gì đây? Tầm khoảng 4-5 ngàn hả các bạn ơi. Thì mình cũng mời các bạn trải nghiệm cùng mình thăm 40 ta lưới này thử coi thành quả được nhiêu nha các bạn. Thì nói chung là mình bỏ ra vốn là 200k đó nha các bạn. Rồi, mình cũng mời các bạn theo chân mình trải nghiệm thăm những ta lưới mình bẫy gắn nha các bạn. Khu này mình cũng có giăng số nha các bạn. Nói chung cái khu này á, thì lúc trước á mình có dặm mới có mấy tay trong cái vườn mít nè các bạn. Cái video mấy video trước mình đăng mà con gắn hổ hành 1,2 đó các bạn. Hổ hành khủng mà nó bị xỉu đó. Là khu này nha các bạn. Bây giờ mình qua đây mình dặm một luồng lưới mới khu này nha các bạn. Tại lúc trước mình vô mình dặm có mấy tay à. Giờ mình vô mình dặm nguyên một luồng đây là nó gần khoảng mấy chục tay nha các bạn. 30 mấy gần 40 tay đó. Khu này thì gặm gạp lắm, người ta trồng cây ăn trái nha các bạn mà ít ai ra vô được lắm. Trời nước ngập luôn rồi các bạn ơi. Đây tay lớn mình nè các bạn. Nước ngập luôn rồi. Tại lúc trước mình giăng á, thì chủ vườn ta không cho nước vô các bạn. Giờ chủ vườn ta cho nước vô á, ngập nước rồi. Cái lưới này thì mình giăng từ đây xuống đó. Luồng lưới này mình đi lưới mới nhiều nha các bạn. Lưới mới không đó. Này là mới test lưới mới luôn đó, đi luồng mới lưới mới luôn. Tại khu này mình đón con gắn to. Mình giăng có mấy tay mà lúc trước mình qua mình thăm dính được con gắn không hành ký mấy rồi, bữa nay mình tiếp tục lại đây thăm tiếp nha các bạn. Trời ơi kìa các bạn ơi. Thứ gì chịu nổi các bạn ơi. Thấy không các bạn? Một cục chằng vằng. Bởi vậy mình nói các bạn ha, luồng lưới mới này ha, luôn lúc nào mình đi thăm nó cũng hay dính gắn lớn lắm nghe các bạn. Tại vì cái luồng lưới mới là mình đã chưa văng á các bạn. Mình bỏ giống như cái luồng này á thì nó nào ngay năm ngoái mình không có văng, có năm trước nữa mình có văng nha các bạn, năm ngoái có đồng nghiệp mình văng mình không có văng. Rồi năm nay á mình quay qua mình thấy đồng nghiệp mình không văng nữa mình mới văng nghe các bạn. Mà trong cái vườn này thì đồng nghiệp mình không vô tới các bạn ơi. Tại cái vườn này quen quen mới vô được, còn lạ lạ vô không được nha các bạn. Con gắn này chắc dính mới dính nè các bạn, còn bấn động luôn nè. Mấy con gắn nó dính lâu á thì nó quậy dữ lắm nha các bạn. Còn mấy con mới dính thì nó quậy ít nè, nó cũng quậy hoàn nghe nha các bạn. Thôi vô con hổ hành chướng tệ ngự chứ các bạn. Ui. Quá trời hổ hành bự rồi. Đã gì đâu á, đi sát đồ đài luôn. Thì văng ngay đây ngay cái bụi chuối nha các bạn. Thì hành trang mình đây các bạn ơi. Hồi nãy á trên đường đi tới cái điểm thăm á các bạn. Thì cặp mé lộ mình có văng ta thì nó dính con gắn lãi cũng nhỏ rồi cặp mé lộ mình không quay luôn nha các bạn. Rồi bữa nay mình đem theo tới hai cái túi bạn ơi. Tại một cái túi này khi mà có dính gắn nước á, đừng riêng bạn ơi, để cử rồi á. Mình đi thăm á cỡ này luồng lưới mình nó hay dính gắn nước á, tại quê mình nước nó cũng hơi lên chút đó. Cái mình bỏ chung với mấy con gắn khác nó cắn quá nha các bạn, cho nên mình bỏ riêng. Cử rồi về nó cắn còn hổ hành nó cũng hơi bị chạy bạn, chạy cái nhiều khi người ta chê nha các bạn, bạn hàng nó chê. Mà mình nhờ mình giao quán nhậu á, chứ giao bạn hàng là không được á. Với cá mưa mình mặc với số lứ với chai nước uống chứ cũng không gì khác nha các bạn. Tới đây là thấy phê rồi nghe các bạn. Các bạn thấy mình bẫy gắn bằng lứ này hiệu quả không? Cái luồng lứ này thì mình cũng nói có nói các bạn đó là mình chỉ đầu tư vô trong đây là nó khoảng 200 ngàn nha các bạn. 30 mấy tay. Một tay mình làm khoảng 4-5 ngàn. Mình cho nó là 5 ngàn đi nhưng mà chưa được 200 ngàn luôn các bạn. Tại vì mình giăng 40 tay lứ thì ba mấy tay à, chưa được 4 mà mình cho nó là 40 đi thì có 200 ngàn thôi mà các bạn thấy dính con gắn bằng bài lớn vậy là các bạn thấy hết đường khoảng này nha các bạn. Chỉ một cử đầu tiên thôi đó các bạn. Mấy cử đầu tiên đó mà thông thường quê mình thì vậy bạn ơi, mấy cử đầu tiên mấy luồng lưới mới nó ưa dính gắn bự lắm. Rồi cái từ từ giảm xuống nha các bạn. Còn ngày thì từ 9 lạng tới 1 kg nha các bạn. Không đường khoảng. Quá trời gắn đẹp bạn ơi, gắn này mới dính nè. Cầm bàm tay nha các bạn. Con này chắc không lại còn đặt rồi bạn ơi, còn đặt rồi tới 1 kg luôn, hai lần con này thì mình đón từ 9 lạng tới 1 kg. Cả đó mình đón vậy chứ hơn không chừng bạn ơi. Về nhà căng mới biết. Nó sướng các bạn ơi.
Đi lại mình đi thăm lứa gắn mà lại nhìn thấy con gắn vậy là thấy phê nha các bạn. Mình nói thiệt bạn luôn, con gắn bằng bé lớn mình nói nhiều khi gắn khủng nha các bạn, nhiều khi không mấy chứ quê mình bé lớn là nó khủng rồi đó bạn ơi, con không hành cái dòng này nó không có bự hung. Nó cỡ 1 kg là dữ lắm đó, nhiều khi mình đi thăm chừng một tuần lễ, một tháng trời không dính được con bằng bé lớn nữa nè bạn, dính gắn nhỏ mà. Đã sướng sướng gì đâu nghe bạn, phê các bạn. Nó nằm kìa. Thứ gì chịu nổi. Này bảy lưới tàng hình dính hổ hành khủng này nghe các bạn. Này hổ hành khủng đã bị mình thu phục nè. Bảy lưới tàng hình thu phục hổ hành khủng. Luồng lưới này đầy hứa hẹn nữa nghe các bạn. Rồi, bây giờ để mình xử lý con gắn này rồi mình đi về tới khi tới ta nào có dính đó các bạn, mình sẽ quay chia sẻ với các bạn tiếp ha. Con này thôi là mình thấy ấm nha các bạn. Nói chung luồng lưới này chỉ có chi phí đổ ra có 200.000 mà lụm một con này thôi là mình thấy ngon lành nha các bạn. Nhưng mà còn lưới nhiều lắm nha các bạn. Cái này mình mới vô vườn này hả? Tại vườn này cử rồi mấy cử trước mình có qua đây dặm thử mấy tay, mình thấy dính con gắn 1 kg mấy là mình biết ở đây còn hổ hành nè. Chi tìm loài hổ hành này nè các bạn. Hành này thì giá trị kinh tế nó cao. Rồi, thôi để mình xử lý nó rồi mình đi về tới nha các bạn. Quá phê các bạn ơi. Này phê tê ngừ luôn á. Nguyên cái khu vườn này các bạn. Nãy giờ mình lội đâu chừng cây gửi số rồi các bạn mà nó không dính nữa các bạn. Làm như khu này mấy đồng nghiệp mình làm bắt sạch hết hay gì các bạn. Mình văng dưới đàn tay nữa nè các bạn. Nói chung mấy cái điểm này địa hình rất là ngon các bạn mà sao mình văng nó không dính nha các bạn. Hết biết mình bịp năng bỏ gió không bạn. Này mình bẫy mùa lưới này xong cái là mình quay lại mình bẫy bìm bịp tiếp nha các bạn. Để có nhiều bạn bình luận hỏi mình á sao không cỡ này không thấy đi bẫy bìm bịp á. Tại cỡ này mình vô mùa đi bẫy lưới gắn nha các bạn. Mình bẫy lưới gắn thời gian rồi hết mùa gắn cái mình mới quay bẫy bìm bịp nha các bạn. Chung cái vườn này rất là ngon luôn. Mà sao không dính nha các bạn. Khu này thì chắc mấy đồng nghiệp mình bẫy bắt hết quá. Nãy giờ mình lội cũng xa lắm rồi đó mà nó không dính luôn. Đây tay cũng không dính luôn bạn ơi. Rồi để mình đi về tới khi tới tay nào có dính mình sẽ quay tiếp nha các bạn. Từ lúc văng thấy ghê tịch không bạn, từ đó xuống đó bãi lại mấy mé mé hẩm hẩm này bạn, dễ văng nha các bạn. Dễ văng mà có gắn là dễ dính lắm. Mà sao chưa chịu dính nha các bạn, làm như gắn nó chưa chịu đi một phần hay là tại không có gắn thì để mình cử sao mình đi thăm thử là sẽ biết liền nha các bạn. Đi về tới các bạn ơi. Đàn tay cũng không dính nữa các bạn ơi. Các bạn thấy mình làm lưới tàng hình không? Mình đưa kế bên các bạn nhìn còn khó, chỉ thấy cộng dây viền nha các bạn. Nói chung là nó tiệp chứ màu có khô nha các bạn. Còn trời có mưa xuống thì lưới nó đen thù lù luôn bạn ơi. Lưới mình mới làm thì nó sẽ màu đen. Rồi mình giăng một thời gian nó sẽ bay ra màu cỏ khô nha các bạn. Màu cỏ khô còn tịt nữa nha các bạn. Bữa nay cái luồng lưới này luồng lưới mới 30 mấy gần 40 cái lưới mà nãy giờ mình lội cũng 20 mấy tay các bạn. Dính mới được có một con hổ hành nha các bạn, nhờ con hổ hành nhất cũng đỡ, hổ hành khủng luôn á. Cái con đó là mình thấy cũng đủ tiền luồng này nè các bạn, luồng này tại mình đầu tư có 200 ha. 40 tay lưới thì 200.000 ha mà không được 40 tay nữa nha các bạn. Thôi đây lụm em nữa các bạn ơi. Dính sát đầu đài luôn các bạn thấy không? Từ dưới đó lên đó nè các bạn. Luồng lưới này thì mới có chỉ cách mới có 2 ngày thôi nha các bạn. Mình văng bữa trước bữa nay là ngày thứ hai đó các bạn. Con này nhỏ nha các bạn, con này đi sát đầu đài luôn nè. Ngon lành. Có hổ hành là có tiền nha các bạn. Con này thì cũng được khoảng 4 lạng bạn ơi. Không chắc không nổi 4 lạng đâu bạn ơi, cả 3 lạng rưỡi, 3 lạng gì ha. Cả 3 lạng rưỡi nha các bạn. Thôi, nói chung vị cũng ngon ngành này nha các bạn. Mình mới ra cái máy tay lưới mà nó dính được con hổ hành nha các bạn. Nó phê gì đâu, lội nãy giờ mình cũng phê luôn nha các bạn. Nãy giờ mình lội nói chung một khoảng rất là xa đó. Con hổ hành các bạn thấy hết biết đã không? Khủng nha các bạn. Luồng này làm như không có gắn lãi, không có hổ ngựa hay gì các bạn. Chứ thông thường mình xuống lưới này ha là có hổ ngựa với gắn lãi là dễ dính lắm nha các bạn. Nói chung hai mặt gác nó có là dính liền đó các bạn. Nó dính mau hơn gác hổ hành này nữa. Con hổ hành này thì các đồng nghiệp mình đặt bẫy nó sẽ nhạy hơn. Còn mà mình giăng lưới thì nó sẽ chậm hơn, tại nó hay đánh theo đường mòn chuột đi đó các bạn. Còn cái con gắn lãi hổ ngựa gắn nước đồ bạn, nó hay đi gọc gọc phơi nắng các bạn, dưới kiếm ăn á, nó sẽ dễ dính hơn. Đã không bạn? Con này thèo ít nha các bạn, mấy con thèo ít vậy mình bác bán hàng dễ bạn. Dính ngay cái đầu không à, tại gắn này bự quá. Tà lưới này thì mình văng có 3 phân à. Mình văng 3 phân mình đón bắt mấy con gắn lãi với hổ ngựa đồ với hổ hành nhỏ nha các bạn. Còn khu nào mình đón có hổ hành lớn mình nên sử dụng lưới 3 phân gử với hổ hèo đó các bạn. Mà đặc biệt view mình thì không có hổ hèo nha. Các đồng nghiệp mình thì bảy hổ hèo xài lưới 3 phân gử thì sẽ tịch.
từ đây xuống tới đó nha các bạn. Ta lưới này cũng cỡ thước, thước mốt vậy nè các bạn ơi, chắc cỡ thước, thước mốt, thước hai gì á. Lụm một em nữa nha các bạn, chung hai con là cũng ấm hàng nha các bạn ơi. Luồng lưới này mình đổ ra bỏ 200.000 chi phí, chứ lụm con rắn hổ hành này không là mình thấy là từ 4 xị trở lên nha các bạn, là nói chung là ngon lành rồi đó. Con này từ hàng ký á. Rồi giờ để mình xử lý con rắn này rồi mình đi tới những tay tiếp theo các bạn, có dính mình sẽ quay chia sẻ tiếp nha các bạn. Mà mình đi đây về tới thì mình nghe ở đằng trước người ta cũng có tiếng nhạc quá trời nha các bạn, không biết tới đó mình có nếu có dính không biết mình có quay được không nha các bạn. Nếu có tiếng nhạc chắc mình quay không được, tại vì hình như đằng trước đó mình nghe ca nhạc quá, hình như có đám hay gì các bạn, thình thình đằng trước nên mình sợ nhiều khi quay dính bản quyền luôn đó, nên mình cũng ít quay lắm. Rồi để mình xử lý rồi đi tiếp theo các bạn ơi, sướng sướng nha các bạn, tới đây thôi nha các bạn. Bạn thấy hiệu quả không? Lưới này lưới mới chắc mình mới làm luôn đó bạn, ngon lành. Màu trời các bạn, trời chuyển mưa quá, chuyển mưa nha các bạn. Thì nói chung mình quay tới đâu được mình quay nha các bạn. Trời không mưa thì có dính thì mình sẽ quay chia sẻ các bạn, còn trời mà mưa thì mình chắc không có quay được bạn ơi. Quê mình ổng mới ngày hôm qua nắng mưa hãnh lên ngon quá, bữa nay cái chuyển mưa nữa nha các bạn. Khu này nước ngập chân nè các bạn, còn có cái bờ này ha. Rồi dính gắn nước bạn ơi. Rồi gắn nước chút xíu bạn ơi. Gắn ta lưới từ đây đây nè bạn. Dạng đó, dính gắn nước nhỏ. Mà loại gắn nước này thì hung lắm nha các bạn. Cậy có dính vui rồi bạn ơi. Nói chung con này thì cũng cỡ 2-3 lạng gì nha các bạn, cỡ 2 lạng ngoài chứ không được 3 lạng đâu, tại mình gắn ta lưới này ta lưới bao phân. Thì nói chung gắn này thì quê mình giao 1 ký cũng được 120, cũng kiếm được vài chục ngàn nha các bạn. Rồi ta lưới mới chát luôn bạn ha. Lưới này lưới mới luôn nè, mình mới đánh nè, ngày thứ hai thôi là lụm hàng nha các bạn. Còn luôn bữa ra cử gọi bạn, cử gọi mình đi dính 3 con nước bạn, mà cử gọi con gắn nước 60 lạng bạn, 6 lạng, con gắn nước cử gọi 6 lạng nha các bạn, còn hữu hành được 6 lạng rưỡi. Nói chung cử gọi mình cũng ngon nha các bạn, cử gọi mình kiếm cũng cỡ 400 các bạn ơi, 300 mấy gần 400 á. Cử gọi con ký 6 gắn ha. Mà được con hữu hành nhất với con gắn nước bự rồi. Còn cử này thì nãy giờ thì làm được con hữu hành thủng nha các bạn. Mình lộn khoảng thời gian xa mệt nói chuyện muốn nổi các bạn. Tại các bạn biết sao gặp trời mưa đó, lội tranh thủ để rút đó bạn, để mai thôi ổng mưa nha các bạn. Rồi giờ để mình xử lý nó rồi đi về tới nghe các bạn. Trời chuyển mưa quá các bạn ơi, tranh thủ về để mắc mưa nữa. Rồi mình cũng vừa về tới trại gà mình nha các bạn. Nhưng mà mấy tay lưới cuối thì nó cũng không dính bạn ơi, mình thấy bầu trời chuyển mưa quá mình cũng tranh thủ về nha các bạn. Thì bữa nay nói chung là đi về sớm nha các bạn, tại luồng lưới này nó 30 mấy tay, gần 40 tay chứ không được 40. Giờ này mới gần 10 giờ mình về tới nhà nha các bạn. Thì thành quả nói chung bữa nay cũng ngon bạn ơi. Được 4 con. Nhưng mà có con gắn lãi thì hồi nãy mình không có quay, tại con gắn lãi ở cặp mé đường đó là mình không có quay. Nhưng con gắn nước nhỏ. Còn đây thì được con hổ hành khủng nha các bạn. Con hổ hành khủng với một con gắn hổ hành nhì. Con nhất con nhì. Con nhất này đã không bạn? Ừ. Thấy hết biết gắn đã không? Nói chung vậy cũng ngon rồi bạn ơi. Nói chung cái chi phí cái luồng lưới này mình bỏ ra 200 mà mới đi cử đầu thôi là nội hang hổ hành này thôi là mình thấy ấm hàng nha các bạn. Còn hang gắn này thì gắn tạp này thì rẻ nha các bạn. Con gắn nước, con gắn lãi. Gắn này thì quê mình bán được có 120-150 không chừng nha các bạn. Nói chung nó cũng dao động chứ không ở chết một chỗ. Cỡ này thì gắn nó nào ngay nó cũng hơi nhóm giá lên nha các bạn. Ẩm gà mình bán giá hơi nhóm nhóm lên đó, giống như đợt rồi cử rồi đó, mình thăm được con hổ hành 6 lạng rưỡi đó các bạn. Gắn đó mình giao được 400 rồi đó các bạn. Mấy lượt trước thì 350-370 mà đợt rồi mình giao được 400 rồi đó. Còn con hổ hành này nè, hổ hành này bữa nay giá không biết sao đây các bạn. Hổ hành này khủng nè. Con này là từ 400 ăn lên nữa bạn ơi, ký đó nghe các bạn. Ngon lành. Với con hổ hành nhì. Rồi bây giờ để mình căng thử coi được nhiêu nha các bạn. Căng trước hai gắn nhỏ rồi đi. Hai con gắn nhỏ có nửa kilo hả bạn ơi, nửa kilo hả? Để mình quấn lại có phải nửa ký hả. Hai gắn này quá bé, nửa ký hơn nửa ký bạn ơi, vì hai con này còn có 4 lạng rưỡi hả bạn ơi. Hai em này bé mini nha các bạn, kệ có cũng đỡ hơn không nha các bạn, cũng được vài chục ngàn. Nhiều đó chứ cũng mấy chục tay lưới rồi đó bạn. Còn hai con hổ hành, hai con hổ hành thì 1 kg 3 nha các bạn. 1 kg 3 mình trừ cái túi ra 50 g cũng còn được là 1 ký lưu 250, ký 250, vậy là con hổ hành này 9 lạng bạn ơi. 9 lạng hơn 9 lạng, gắn hổ hành này gắn ký chứ học đường ký nha các bạn. Tại hai con mà 1 ký lưu 250, vậy con này cỡ 3 lạng 3 lạng rưỡi nè. Còn nếu gắn này 3 lạng thì gắn hổ hành 9 lạng rưỡi, còn nếu con này 3 lạng rưỡi thì gắn hổ hành này 9 lạng nha các bạn.
chắc hổ hành này chín lạng, chín lạng gữ rồi. Nói chung vậy là quá ngon nha các bạn. Thành quả nhiều đây là có chưa cái lưới, nói chung là luồng lưới này là mình lời đó các bạn thấy không, chỉ cần thăm một cử đầu tiên thôi nha các bạn. Nói chung bảy lưới gắn thì nó đơn giản gì đó bạn ơi, khu nào có gắn các bạn đưa xuống là một cử đầu tiên thôi là mình thấy là có lời đó nha các bạn. Nhiều khi khu của bạn con hẹo quá, con 2-3 kg á, các bạn chỉ cần đánh một con một thôi là các bạn lời rồi đó. Còn quê mình thì đặc biệt không có hổ hèo. Được con hổ hành, bữa nay hổ hành đã quá bạn ơi, sướng sướng hổ hành này cầm bàm tay nha các bạn, lâu lâu mới được con vậy chứ không phải có hoài nghe các bạn. Nói chung nhiều khi mình đánh chừng một tháng trời chưa dính được con gắn bự bằng lớn nữa nè các bạn. Hổm gà mình hên lắm nha các bạn, hổm gà mình dính gắn nhất nhiều nha các bạn. Mới cử gọi thì mình cũng được con nhất cũng 6 lạng gữ, chuyện này con này chắc 9 lạng 9 lạng gữ rồi, ngon lành rồi. Nói chung thành quả bữa nay vậy là được 1 kg cây, 1 kg 2 50, dưới này 4 gữ cũng được 1 kg 7 nha các bạn. Đúng rồi, để mình căng lại thử hết trơn 2 bọc, 1 kg 7, 1 kg 7 vậy là 1 kg 6 bạn ơi, 1 kg 70, 1 kg 70, 1 kg 70 trừ 2 túi 100 g ra còn được 1 kg 6 50 bạn ơi. Nói chung cũng ngon mà nhờ được con hổ hành to. Rồi bây giờ các bạn cũng cho mình kết thúc video đây ha. Nếu các bạn có xem kênh mình thì cũng nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like, một chia sẻ nha các bạn, để mình có động lực đó mình làm nhiều video về đề tài săn bắt hơn. Thì mình cũng bye bye các bạn, hẹn gặp các bạn ở video sau.